Á hậu Phương Nhi mới đây đã khiến fan sắc đẹp hoang mang khi bất ngờ bị netizen lật tẩy bằng chứng đã rời đơn vị chủ quản, chính thức bị thất sủng và hoàn toàn độc lập từ đây. Tuy nhiên, phía đơn vị chủ quản đã nhanh chóng xử lý tin đồn. Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2022 Nguyễn Phương Nhi là nàng hậu thời gian gần đây nhận về nhiều sự chú ý của công chúng khi dính nhiều ồn ào liên quan đến phát ngôn và xích mích với các người đẹp trong cùng đơn vị quản lý. Phương Nhi sở hữu nhan sắc ngọt ngào, visual trong veo, mỹ nhân gốc Thanh Hóa còn được nhận xét là thần tiên tỷ tỷ. Tuy nhiên, hình tượng của nàng hậu dần dần bị ảnh hưởng khi liên tục vướng ồn ào. Hiện tại, Phương Nhi đang tập trung vào việc học sau thời gian bảo lưu để hoạt động showbiz sau khi lên ngôi Á hậu và dự thi Hoa hậu quốc tế. Gần đây, chân dài sinh năm 2002 này cũng khá im hơi lặng tiếng, phía đơn vị chủ quản của nàng hậu cũng bị cho là không mấy mặn mà với cô. Mới đây, trên các hội nhóm chuyên bàn luận về Hoa hậu, fan sắc đẹp bất ngờ lan truyền thông tin Phương Nhi đã rời công ty, không còn thuộc quyền quản lý của đơn vị cũ. Thông tin này khiến dân tình không khỏi bất ngờ. Theo đó, Phương Nhi trong poster chúc mừng sinh nhật được đăng tải, bất ngờ bị fan phát hiện không có logo tên của đơn vị chủ quản đính kèm, điều mà bất kỳ người đẹp nào trong công ty khi được làm poster cũng có. Dấu hiệu rõ rệt này khiến tin đồn Phương Nhi hoạt động độc lập ngày càng được kiểm chứng. Poster gần đây nhất chúc mừng sinh nhật Đoàn Thiên Ân khi bị fan mang ra soi thì hoàn toàn không có lỗi thiếu logo này. Ngay lập tức, bài viết trên group đã nhanh chóng bị lan truyền rộng rãi, nhận về nhiều sự chú ý. Ngay sau khi tin đồn vang xa, phía đơn vị quản lý Phương Nhi đã ngay lập tức có động thái xử lý. Cụ thể, bài đăng chúc mừng sinh nhật Phương Nhi đã nhanh chóng bị chỉnh sửa, xóa đi poster cũ, thay vào đó là tấm poster mới có đầy đủ logo. Các fan cho rằng việc Phương Nhi rời đơn vị chủ quản là thông tin chưa chính xác, có thể bài đăng poster thiếu logo chỉ là một sơ suất nhỏ. Trước đó, Phương Nhi từng rộ tin bị các người đẹp cùng công ty bằng mặt không bằng lòng. Thậm chí, Lương Thùy Linh, nàng hậu từng rất thân thiết với Phương Nhi còn bị so là cạch mặt ép úp khi xóa sạch hình ảnh chụp chung trên trang cá nhân. Thời điểm tin đồn xảy ra, phía đại diện giải thích do nàng hậu dọn dẹp lại trang cá nhân để xây dựng hình ảnh hợp với phong cách hiện tại. Trong lúc Lương Thùy Linh chọn lọc và ẩn đi ảnh cũ, vô tình có những khoảnh khắc chụp cùng Phương Nhi, vì thế vài ảnh chung của cả hai bị mất đi. Những quyết định này đều đã được thông qua công ty và những cá nhân liên quan, phía công ty nhấn mạnh. Lần gần nhất cô xuất hiện là trong buổi công bố và trao xóa cho Hoa hậu Mai Phương chinh chiến Miss World. Trong giai đoạn người chị thân thiết đi thi quốc tế, Á hậu Phương Nhi gây tranh cãi vì không có động thái ủng hộ cố vũ tinh thần. Sau đó, Phương Nhi đã đăng bài kêu gọi bình chọn cho Mai Phương, rồi im hơi lặng tiếng đến nay. Cách đây không lâu, cư dân mạng sao được Phương Nhi âm thầm khóa bình luận trên các nền tảng mạng xã hội để tránh bị công kích. Hồi tháng 3 năm 2023, Phương Nhi từng chia sẻ về vấn đề được thiên vị hơn so với Mai Phương và Bảo Ngọc. Nếu hỏi Phương Nhi được ưu ái hơn hai chị Mai Phương và Bảo Ngọc, câu trả lời chắc chắn là không, vì cả ba đều có những định hướng khác nhau. Hiện tại, chị Mai Phương đang chuẩn bị thi quốc tế vào tháng 5. Chị Bảo Ngọc thì đang là đương kim Hoa hậu liên lục địa, nên sẽ có những hoạt động riêng. Còn Phương Nhi yêu thích nghệ thuật và thiên về giải trí hơn, nên Nhi chia sẻ với công ty về những gì mà mình hướng tới, từ đó công ty giúp đỡ hết sức có thể.